Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Động Vật Đại Chiến. Mình là Hà Sirius. Hôm nay mình sẽ làm một trận chiến giữa Spearman, tức là người cầm giáo, dũng sĩ dùng giáo, đấu với gấu. Đây sẽ là hai nhân vật chính đối đầu với nhau ở trong video này. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu thử xem sức mạnh của mỗi người nhé. Đầu tiên là Spearman. Spearman có máu là 100, sức tấn công là 33, attack range tức là khoảng cách tấn công lên tới 3m, khả năng đỡ đòn lên tới 95%. Có lẽ là do cái khiên này quá to nha nên anh ta đỡ rất tốt. Tuy nhiên máu của anh ta 100, damage chỉ có 33, tức là sức tấn công chỉ có 33 thì lại khá là thấp. Chỉ được cái bù lại là khả năng đỡ rất cao thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu xem con gấu sẽ có sức tấn công và máu như thế nào nhé. Bia, gấu tiếng Anh nghĩa là bia. Đây, một con gấu có máu lên tới 3000 và khả năng tấn công là 150. Khoảng cách tấn công của nó là 1,5m. Khả năng tấn công chính xác của nó là 80%. Máu rất khủng và sức tấn công cũng rất mạnh. Ok, giờ chúng ta thử cho 4 chàng Spearman đánh nhau với một con gấu thì xem đội nào sẽ thắng nhé. Chiến. Mình muốn nhắc lại là Spearman, chiến binh dùng giáo, có sức tấn công là 100. Ủa lộn, có máu là 100, sức tấn công là 33. Còn gấu máu là lên tới 3000, còn sức tấn công lên tới 150. Đây là gấu, còn kia là 4 chiến binh. Chiến. Rất là to luôn. Hai bên đang lao vào nhau. Không biết con gấu có thể, cho dù 4 nhát dao đâm một lúc thì cũng chỉ là 120 mấy thôi. Gấu quá khỏe, bị đâm rất nhiều nhưng vẫn không xi nhê. Và máu của nó cũng chỉ mất đi khoảng 1/5 mà thôi. Có lẽ đây là một trận đấu quá không cần sức. Ok, mình sẽ làm cho nó cân sức hơn, mình thử cho nhiều người hơn thử nha các bạn. Ok, trận đấu tiếp theo, lần này mình nâng số lượng Spearman lên 10, gấu thì vẫn chỉ là 1. Các bạn có thể thấy là sức tấn công của gấu là 150, trong khi máu của một Spearman vậy là 100, có nghĩa là chỉ cần dính một đập của gấu thôi là một dũng sĩ sẽ chết. Tuy nhiên họ có những cái khiên đỡ rất lớn và có khả năng đỡ đòn lên tới 95%. Hy vọng là 10 người này có thể đánh bại được con gấu này nhé. Chiến. Con gấu đang lao như bay về phía các dũng sĩ. Các dũng sĩ dùng giáo có lợi là đó là khoảng cách tấn công lên tới 3m, cho nên họ có thể tấn công từ xa hơn so với con gấu. Con gấu khoảng cách chỉ là 1,5m mà thôi. Hơn nữa lần này có rất nhiều dũng sĩ cùng đâm một lúc, cho nên là có vẻ rất khó nhằn cho con gấu. Mặc dù vậy gấu đã giết hơn một nửa thành viên rồi, chỉ còn 3 em thôi. Con gấu của chúng ta. Và cuối cùng gấu đã thua. Mặc dù thua nhưng thực sự con gấu này quá trâu và quá mạnh. Nó đã bị đâm rất nhiều và được giết được tới 8 mạng của những các dũng sĩ. Ok, giờ chúng ta tổ chức trận đấu khác, mình sẽ thêm nhân vật nhé. Ok, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Lần này thì team gấu sẽ gồm tới 3 con gấu và cộng thêm một con tê giác nữa. Trong khi đó team Spearman sẽ gồm 30 thành viên.
30 thành viên nha các bạn. Như vậy trung bình thì một con gấu hay là tê giác sẽ phải đối đầu với khoảng gần 8 chiến binh. Không biết là team gấu có thể đối đầu được không đây. Thôi, chúng ta cho chiến nào. Các chiến binh đang di chuyển rất từ từ trong khi team động vật thì lao như bay về phía họ. Con tê giác thì cực kỳ dũng mãnh, nó hút liên tục luôn và không thấy là có cảm giác mệt mỏi nào cả. Anh ấy giống như một tanh cơ chính hiệu. Dễ dàng, chỉ cần trúng một đòn thôi là bất kỳ chiến binh nào cũng sẽ chết. Không có một con vật nào bị hạ luôn. Tê giác máu vẫn còn tới 1162. À, mình xin giới thiệu, nãy mới quên giới thiệu, đó là máu của tê giác là 4000 và sức tấn công của nó là 200, tức là mạnh hơn cả một con gấu. Một con gấu chỉ có máu là 3000 và sức tấn công là 150 thôi. Hơn nữa tê giác có vẻ còn nhanh hơn cả gấu, nó tấn công liên tục luôn. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ tổ chức một trận đấu khác. Có thể mình sẽ cho cả voi xuất hiện. Chào mừng các bạn đến với trận đấu tiếp theo. Thì mình giới thiệu nhân vật trước. Đầu tiên vẫn là ba team gấu sẽ gồm có 5 thành viên. Thứ nhất là ba con gấu. Tiếp theo là một con tê giác cộng 4000 thủ à, máu máu 4000 cộng 200 và thêm cả một con voi nữa. Có một chi tiết hơi hơi ngược ngược, hơi vô lý, đó là con voi này á có máu là 3000 và công là 150, tức là chỉ số ngang với một con gấu chứ chứ không mạnh hơn một con tê giác. Thì thật ra các nhân vật này là do người dùng tạo ra chứ không phải là do trò chơi tạo nha các bạn. Ba con vật này đều là do người chơi tạo, chỉ có các chiến binh này là do, ủa lộn, ba con vật này, gấu, tê giác, voi đều là do người dùng tạo, chỉ có các chiến binh dùng giáo này là do công ty sản xuất trò chơi này tạo ra thôi. Mình sẽ giới thiệu thêm con người sẽ gồm có tới 60 dũng sĩ dùng giáo. Tại vì lúc trước á, mình cho 30 dũng sĩ đối với ba con gấu một con tê giác thì thấy bên kia mạnh quá, mà trong khi chết chả chết một ai, cho nên lần này mình quyết định tăng lên 60 thành viên. Ok, giới thiệu xong, chiến. Con voi di chuyển khá chậm nha. Vậy là các anh tanker đều đã gia nhập chơi. Ô, anh voi của chúng ta dù to nhưng đánh rất là mạnh cũng như nhanh, không kém gì anh tê giác cả. Một con gấu đã qua một đời, hay nói cách khác là một con gấu đã đi bán muối. Ô, con tê giác máu trâu nhất thêm cũng đã chết, con voi cũng đã chết, và lần này chỉ còn một con gấu mà thôi. Vậy là team người đã giành chiến thắng. Chúng ta thấy là team Spearman còn tới 25 thành viên. Có lẽ kèo 40 hoặc là 45 Spearman sẽ cân hơn là kèo này. Ok, không sao, trận đấu tiếp theo mình sẽ làm cho cuộc chơi thêm hấp dẫn hơn bằng cách tăng thêm nhân vật cho team gấu. Các bạn đợi tí nhé. Ok, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Như thường lệ mình sẽ giới thiệu team của gấu. Team gấu tiếp tục vẫn giữ nguyên ba con gấu, một hai con voi. Lần này mình tăng số lượng voi thêm hai con. Ủa lộn, tăng thêm một con là thành hai con. Vẫn là một con tê giác rất là mạnh mẽ. Tê giác là mạnh nhất bên team này. Cộng thêm ba con cá sấu nữa. Cá sấu thì di chuyển khá là chậm, cho nên mình xếp nó ở trên một tí. Tê giác thì nhanh, cho nên mình để xuống dưới tí. Máu của cá sấu là 1400 và sức tấn công là 180. Như vậy là sức tấn công của nó cao hơn cả gấu, tuy nhiên máu thì lại chưa
gần một nửa thôi. Máu của gấu tới 3.000 lần. Số lượng của các Spearmen vẫn là 60 thành viên nha các bạn. Hy vọng lần này trận đấu sẽ cân hơn. Chiến. Ta lại gần hơn nhìn cho rõ nè. Như vậy là hai con voi sẽ giáp mặt trước. Quay lên cho dễ nhìn. Các anh tanker đều đã xuất hiện. Ba con cá sấu thì vẫn đi khá là chậm. Lần này mình nghĩ là thêm động vật thì thắng quá. Tại vì tăng thêm ba con cá sấu và một con voi. Tuy vậy thì trong khi đó thì team kia đã chết một con gấu rồi. Chết hai à, chết. Vậy là cuối cùng team động vật á chết team động vật chết gần một nửa. Một con gấu chết một con gấu và một con voi. Còn hai con gấu, một con tê giác, một con voi và ba con cá sấu thì tham chiến muộn cho nên là chắc máu vẫn còn nhiều. Để mình coi thử máu của gấu, máu của cá sấu nhá. Máu con này vẫn còn gần như là full luôn. Còn máu con này. Máu con này cũng hết. Máu con này thì full luôn. Máu của gấu thì vẫn còn chút máu. Máu gấu này thì còn hơn nữa. Máu của voi thì mới chỉ mất một tí. Máu của tê giác thì sao nào? Máu của tê giác vẫn còn hơn 1/3 một chút. Ok, video của mình đến đây là hết. Các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký, comment và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.